Và đây chính là ba người may mắn được bước vào chương trình Bịt Mắt Chọn Laptop. Xin mời các anh bước lần lượt lên để chọn máy của mình ạ. MacBook Air. Hóa đỏ nhỉ. Lên đi anh. Ui, 35 triệu à? Ui, con này hơi bé. Ui, to ấy. Ui, con này có 12 triệu. Có thế à? Không sao, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy con này 12 triệu nhưng mà không hề phế một tí nào luôn. Anh em ơi. Và nếu như các bạn đã tìm chiếc laptop có giá khoảng từ 10 cho đến 12 triệu đồng thì mình nghĩ rằng là con IdeaPad Slim 3 này là một con máy khá là phù hợp trong cái tầm giá này. Và bạn nào quan tâm thì mình tất nhiên rồi sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng càng sang Net cho các bạn nhé. Với một chiếc laptop khoảng là 12 triệu đồng thì chúng ta không thể đòi hỏi được cái chất liệu làm nên cái sản phẩm đó. Bởi lẽ rằng là đa phần ở trong cái phân khúc này ấy, thì cái chiếc laptop của chúng ta nó sẽ được làm bằng nhựa. Và cái chiếc IdeaPad Slim 3 mình đang cầm ở trên tay đây thì nó cũng không ngoại lệ. Gần như là tất cả những cái chi tiết ở trên cái chiếc máy này không được làm bằng kim loại. À có một chi tiết được làm bằng kim loại. Ốc, đúng rồi, ốc được làm bằng kim loại. Và bởi lẽ rằng là nó được làm hoàn toàn bằng nhựa ấy, thế cho nên rằng là cái trọng lượng của nó chỉ là 1,7kg cho một cái chiếc máy với kích thước là 15.6 inch. Với kích thước là 15.6 inch, trọng lượng 1,7kg với mình thì nó là khá là nhẹ. Thế nhưng mà cái con số 19,9mm cho cái độ dày của cái chiếc máy này, mình nghĩ rằng là cái từ slim ấy nó sẽ không phù hợp để mà nhồi nhét vào cái chiếc máy này đâu. Và ở trên cái chiếc IdeaPad Slim 3 này thì cái điểm mà mình gần như là không ưng ý nhất đó chính là về cái chất lượng hoàn thiện sản phẩm. Mặc dù biết rằng đây là một cái chiếc máy giá rẻ, thế nhưng mà mình vẫn phải chia sẻ để nếu như mà các bạn có ý định mua cái chiếc máy này, chúng ta sẽ có được một cái nhìn nó trực quan nhất. Cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đây đó chính là cái phần bản lề. Thì các bạn nhìn nhá, khi mà mình mở lên như thế này, đây như thế này, đó này, chạm nhẹ này. Đó, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cái bản lề của chúng ta, cái màn hình này, đó, nó sẽ đã lung lay rồi. Và mặc dù là nó có thể là mở một cái góc lớn hơn cho màn hình, và nếu như mà được góp ý thì mình nghĩ rằng là Lenovo họ nên tập trung vào cái việc là phát triển cái chất lượng của bản lề hơn là chúng ta thêm những cái tính năng như thế này. Và cái phần thứ hai thì đó chính là bàn phím. Thì các bạn nhìn nhá, khi mà mình nhấn nhẹ một chút thôi vào cái phần bàn phím của chúng ta thì những cái phím nó đã bị lún xuống rồi. Đó, nó đã bị flex rồi. Thế nhưng mà các bạn không cần phải lo lắng quá về cái điều này, bởi lẽ rằng là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm nhấn phím của các bạn đâu. Còn về điểm cộng ở trong cái phần thiết kế của IdeaPad Slim 3 thì cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em đó là cái logo Lenovo. Nó được đặt ở phía bên góc phải của cái chiếc máy này. Nhìn có vẻ đơn giản thế nhưng mà nó sẽ làm cho cái thiết kế của chúng ta nó trở nên sang trọng hơn rất là nhiều. Cái điểm thứ hai đó là về phần camera. Thì nếu như các bạn để ý ở trên cái phần cạnh trên của chúng ta ấy, nó sẽ có một cái nút gạt như thế này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là đóng và mở camera ở đây. Cái điều này thì nó thực sự cần thiết trong những cái trường hợp khẩn cấp mà các bạn cần phải tắt cái camera của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải tìm những cái nút để có thể là tắt camera nữa. Chỉ cần gạt, 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 tắt mở camera, nó quá đơn giản luôn đúng không ạ? Tiếp theo thì nó sẽ là cái phần nút nguồn. Thì cái phần nút nguồn ở trên IdeaPad Slim 3 nó sẽ được trang bị thêm một cái cảm biến vân tay để chúng ta có thể là mở khóa màn hình. Với một chiếc laptop khoảng là 12 triệu đồng mà có cảm biến vân tay thì cũng là ngon đấy chứ đúng không ạ? Và cái điểm cộng cuối cùng ở trong cái phần thiết kế đó chính là chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái cổng kết nối. Đây, mình xem nào. Gần như là mình thấy rằng là nó không thiếu bất kỳ một cổng nào cả. USB này, HDMI này hay là cổng 3.5mm cũng có. À, có thiếu. Thiếu một cái cổng cắm mạng LAN nữa. Đấy, thiếu mỗi cổng cắm mạng LAN thôi. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với anh em về phần hiệu năng. Với IdeaPad Slim 3 thì chúng ta sẽ sử dụng một con chip thế hệ thứ 11 của Intel. Cụ thể thì đó là i3-1115G4. Và nó sẽ đi kèm ở đây đó là 8GB RAM. Và các bạn hoàn toàn có thể là nâng cấp lên 12GB RAM nếu như mà chúng ta muốn. Và đi kèm với đó sẽ là 256GB SSD. Và mình thì cũng đã thử những cái tác vụ hàng ngày mình hay sử dụng như là viết content này, hay là edit những cái video TikTok từ 30 giây cho đến 1 phút. Thì cái việc render mình thấy rằng là nó cũng không quá là lâu. Và với 8GB RAM ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đa tác vụ. Ví dụ như là vừa edit này và vừa có thể là mở chụp tab Chrome, nhưng nó vẫn khá là ok. Và đó nữa thì cái việc là nó cho phép anh em nâng cấp lên 12GB RAM thì mình nghĩ rằng là cái việc sử dụng đa tác vụ ở trên cái chiếc IdeaPad Slim 3 này nó là khá dễ dàng. Còn về giải trí và cụ thể là chơi game,
Thì tất nhiên là với những cái tựa game nặng nó yêu cầu các bạn cần phải có cả đồ họa này hay là một con chip khủng thì IdeaPad Slim 3 nó sẽ không phù hợp với chúng ta. Thế nhưng với eSports thì ok. Cụ thể ở đây thì mình đang chơi cái tựa game đó là Valorant và mình để cái mức setting đó là mức setting thấp. Thì mình thấy rằng là cái mức FPS của nó chơi vẫn rất là ổn định và gần như là nó không bị lag mấy đâu. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh em cũng cần phải có một cái mạng wifi khỏe. Còn với những cái bạn mà sử dụng những cái tác vụ cơ bản như là làm content này, xem video YouTube này hay là edit một những cái video TikTok ngắn khoảng 30 giây đến 1 phút như mình thì mình nghĩ rằng là con chip này là vừa đủ với các bạn. Thế nhưng mà cái điểm mà mình lại không thích nhất ở trên cái chiếc máy này đó chính là phần màn hình. Mặc dù đã giới thiệu với các bạn rằng là nó sẽ có kích thước là 15.6 inch khá là to và cái độ phân giải của nó cũng sẽ là Full HD. Thế nhưng mà cái tấm nền được sử dụng ở trên chiếc IdeaPad Slim 3 này nó lại là màn TN. Mà cái vấn đề cố hữu ở trên cái tấm nền TN này đó là góc nhìn rất là hẹp. Và để cho các bạn dễ hình dung ấy, thì kiểu như là khi mà mình sử dụng ấy, mình sẽ phải chỉnh cái góc này làm sao cho nó phù hợp nhất với cái mắt của mình. Nếu như mình để dọc như thế này hay là mình để quá như thế này thì mình cũng không thể nào mà nhìn thấy cái nội dung được có ở trên cái màn hình của mình. Thế nên rằng là ông nào mà đang có ý định là mua cái chiếc IdeaPad Slim 3 này để về làm đồ họa 2D ấy, thì bỏ mẹ đi, không dùng được đâu. Tiếp theo là về phần bàn phím, một cái phần cũng rất là quan trọng với một chiếc laptop. Thì ở đây cái điểm được của cái chiếc IdeaPad Slim 3 này đó là chúng ta sẽ có thêm một cái dãy phím 5 pad rất là phù hợp với những bạn mà thường xuyên làm những cái tác vụ nhập liệu. Và về cái cảm nhận khi mà mình nhấn phím thì theo như cái trải nghiệm cá nhân của mình thấy rằng là cái hành trình phím của nó khá là nông. Thế nhưng mà được cái là phím ấn thì khá là nhẹ, thế cho nên rằng là cái tốc độ soạn thảo văn bản của chúng ta nó sẽ được đẩy lên. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề mà mình cần phải chia sẻ với các bạn, đó là nó sẽ không có LED phím. Vậy nên rằng là nếu như bạn nào muốn mua cái chiếc máy này về để làm việc vào buổi đêm ấy thì chúng ta nên xem xét cái điểm này nhá. Còn về cái phần trackpad ở đây thì nó sẽ được làm lệch sang bên trái một chút và nó tạo cho chúng ta một cái khoảng trống để mà kê tay khi mà các bạn nhấn phím, thì mình thấy rằng là nó khá là thoải mái. Nói chung ấy là về cái bàn phím này thì mình thấy rằng là ngoài cái việc là nó bị flex do cái chất liệu làm ra nó ấy, thì mình nghĩ rằng là với cái mức giá khoảng là 12 triệu đồng thì đây là một cái bàn phím khá là ổn để có thể là soạn thảo văn bản hay là viết content. Rồi, vậy thì tựu chung lại tất cả những cái điểm mà mình đã chia sẻ với các bạn thì cái chiếc IdeaPad Slim 3 này nó sẽ phù hợp với ai? Đầu tiên là về giá tiền thì tất nhiên là nó sẽ phù hợp với những bạn mà không dùng dịch về kinh tế rồi. 12 triệu khá là dễ để tiếp cận đúng không ạ? Tiếp theo, màn hình 15.6 inch thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn làm những cái tác vụ cơ bản như là Excel này, spreadsheet này. Nói chung là làm kế toán thì sẽ rất là phù hợp với cái màn hình này. Và thêm vào đó nữa thì IdeaPad 3 Slim nó cũng có một cái dãy phím 5 pad ở đây để các bạn có thể là nhập liệu. Nó hỗ trợ rất tốt cho cái việc là chúng ta làm Excel và spreadsheet mình đã chia sẻ với các bạn. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ phù hợp với những cái bạn học sinh này, sinh viên năm nhất này mà chúng ta cần phải có một chiếc laptop có webcam, có một cái màn hình lớn để có thể là theo dõi cái buổi học online và một cái cấu hình vừa đủ để các bạn có thể làm những cái tác vụ cơ bản mà thầy cô yêu cầu như là PowerPoint này hay là làm những cái video ngắn. Thì tất nhiên rồi, cái cấu hình của con IdeaPad 3 này nó khá là phù hợp với các bạn. Vậy thì ngược lại, đâu sẽ là cái đối tượng mà không phù hợp với cái chiếc máy này? Đầu tiên nhá, thì nếu như bạn muốn có được một cái chiếc máy mà có một cái chất lượng hoàn thiện nó cứng cáp này thì tất nhiên rồi, chọn cái này làm gì, cái này hoàn thiện không tốt lắm nhưng đã chia sẻ với các bạn rồi đúng không ạ? Thì trong tầm giá của con IdeaPad Slim 3 này chúng ta có khá là nhiều những cái sản phẩm có cái chất lượng hoàn thiện nó tốt hơn, nó cứng cáp hơn. Nó sẽ phù hợp với những bạn mà không biết giữ gìn đồ đạc. Thế nhưng nếu như các bạn chọn những cái sản phẩm mà nó có một cái ngoại hình cứng cáp hơn ấy, thì chúng ta sẽ phải đánh đổi có thể là về RAM này, có thể là về con chip nó không được bằng con IdeaPad Slim 3 này chẳng hạn. Và còn một cái đối tượng nữa mình nghĩ rằng là cũng không phù hợp, đó là những cái bạn thường xuyên try hard game. Thì với 12 triệu đồng để mà mua cái chiếc máy này ấy, thì mình khuyên các bạn là nên mang cái 12 triệu đồng đó chúng ta mua những cái chiếc máy cũ. Thì cái cấu hình của những cái chiếc máy đó nó sẽ phù hợp cho những cái tác vụ game nặng của các bạn, đúng không ạ? Rồi, tổng kết về cái chiếc IdeaPad Slim 3 này thì với 12 triệu đồng các bạn sẽ mua được gì? 12 triệu đồng chúng ta có đầu tiên này là một chiếc máy mới có bảo hành dài hạn. Các bạn sẽ có được một con chip tầm trung khá là ngon ở trong cái mức giá là khoảng 12 triệu đồng và một cái màn hình 15.6 inch với độ phân giải là Full HD. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này? Nếu như có 12 triệu đồng thì các bạn có thể bỏ ra để mua chiếc máy này hay không? Hay là chúng ta sẽ thêm khoảng 10 triệu nữa để mua những cái chiếc máy có option cao hơn? Thì hãy comment xuống phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.